It's Pikachu! It's Clefairy! Này tên là Satoshi, 10 tuổi. Tại thị trấn Masara của cậu có một quy định. Theo quy định, khi đủ 10 tuổi thì được phép đi thu thập và huấn luyện Pokemon. Nhà nghiên cứu Pokemon trong thị trấn Tiến sĩ Okido sẽ giao một con Pokemon cho người mới bắt đầu. Mục tiêu của mình là trở thành một chuyên gia huấn luyện Pokemon. Chính vì vậy, mình sẽ bắt đầu cuộc hành trình từ thị trấn Masara. Mình tuyên bố trong giới Pokemon trên khắp hành tinh, mình sẽ trở thành nhà huấn luyện Pokemon. À không, là chuyên gia Pokemon số 1. Này tên là Pikachu. À, dễ thương quá à. Nhìn cậu ấy rất tuyệt vời đó bác. Cậu thấy vậy sao? Dạ đúng. Pikachu, hân hạnh gặp cậu. Pika,